có một tình yêu hạnh phúc thì chắc chắn là các bạn phải tăng cân, một trong hai người cũng được. Mà nếu mình cũng chỉ lên nhẹ chút xíu có 20kg sau 5 năm yêu nhau thôi. Thế nên là dù đi ăn ngon thì vẫn ăn rất là nhiệt tình. Và Spaghetti Bob là nhà hàng mà chúng mình chọn đi hẹn hò buổi đầu tiên. Ngoài chất lượng đồ ăn ngon hợp khẩu vị ra, thì menu ở đây có mức giá khá là mềm mà các bạn vẫn được ăn đồ Âu sang chảnh như nhà hàng. Súp bí đỏ ở đây nấu cùng với bò bằm sánh ngậy và có hậu vị ngọt thanh. Thấy trong menu lần này có món mì Ý sốt kem cá hồi làm mới, thế nên là mình gọi thử luôn. Với khẩu vị của mình thì mình thấy phần sốt khá là nhạt và không được rõ vị, nhưng mà sợ mì nóng hổi dai vừa tới. Món chính trong menu hôm nay mình gọi chắc chắn là không thể thiếu thịt rồi. Trong set sẽ có khoai tây chiên, salad và một phần sườn nướng BBQ xay mờ. Lúc đầu khi mà người ta mang ra thì mình thấy hơi bé bé, nhưng mà sau đấy khi mà xé ra thì ôi, nó khá là nhiều thịt luôn đấy. Hãy để người đàn ông lực điền của các bạn xé sườn cho các bạn ăn nha. Khi mà sườn được xé ra ấy, vẫn cảm thấy có cái độ chắc mà phần thịt hồng mềm. Và thưa các bạn thì đây mới chính là người dễ ăn. Bữa này ngon đúng không? Anh thích những cái gì? Sườn, rất là sườn. Cái này cái xá này thì ngon ngon này. Cái này thì... cái đấy sốt hơi nhạt thôi, nhưng mà cá hồi ăn rất ngon nhá. Không biết có quên cho gia vị không mà em thấy nhỉ? Nhưng mà cá hồi ăn rất ngon, ăn hợp với mì á. Quán rất là sạch sẽ, lung linh, có hẳn khu bếp mở khi các bạn lên tầng ngồi ăn. Địa chỉ hôm nay mình đi ở 90 ngõ Núi Trúc.